Ngày 22 tháng 5, Kính Thánh Rita. Thánh nữ Rita sinh năm 1381 trong một ngôi làng nhỏ bên nước Ý. Song thân của thánh nữ dù đã cao niên nhưng vẫn chưa sinh được một con nào. Họ nài xin Thiên Chúa ban cho một người con và Thiên Chúa đã nhận lời. Song thân dựng dục Rita rất chu đáo. Khi lên 15 tuổi, Rita muốn đi tu, nhưng song thân lại quyết rằng ngài phải lập gia đình. Người đàn ông mà họ chọn cho Rita là một người có tính khí dễ nóng giận. Tuy vậy, suốt 18 năm trời, người vợ đã kiên nhẫn đón nhận lấy tất cả mọi hành động xúc phạm của chồng. Sau cùng, những lời nguyện cầu, sự dịu dàng và đức hạnh của Rita đã biến đổi con tim người chồng. Ông xin lỗi Rita vì cách thức ông đã đối xử bấy lâu nay và ông đã hoán cải trở về với Thiên Chúa. Niềm vui sướng hạnh phúc của Rita qua sự cải tà quy chính của người chồng chưa kéo dài được bao lâu thì một ngày kia ông bị ám sát. Rita xúc động và tan nát cõi lòng, nhưng thánh nữ đã tha thứ cho những kẻ đã giết chồng ngài và cố gắng thuyết phục hai con trai mình cũng hãy tha thứ cho họ. Tuy vậy, Rita nhận thấy các con quyết định trả thù cho cái chết của người cha. Rita đã cầu xin cho các con thà chết còn hơn là phạm tội sát nhân. Rồi trong vòng vài tháng, cả hai người con đều ngã bệnh trầm trọng. Thánh nữ Rita đã âu yếm chăm sóc chúng. Suốt thời gian chúng chịu bệnh, thánh nữ đã thuyết phục chúng phải tha thứ và ngài cũng tin là Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng. Hai người con bằng lòng và cả hai qua đời trong an bình. Giờ đây người chồng và các con của Rita đã chết, chỉ còn lại một mình thánh nữ trên cõi đời này. Rita đã ba lần cố gắng xin vào một tu viện ở thành Cassia, nhưng luật dòng không cho phép một phụ nữ đã có chồng được gia nhập hội dòng ngay cả khi người chồng đã qua đời. Tuy nhiên, Rita đã nhẫn nại chờ đợi và không tuyệt vọng. Cuối cùng, các nữ tu đã ban một phép ngoại lệ là đã nhận Rita vào dòng. Trong chốn viện tu, Rita nổi bật về hai nhân đức vâng lời và bác ái. Thánh nữ có lòng sùng kính rất đặc biệt đối với Chúa Giêsu tự nạn. Một lần kia, trong lúc cầu nguyện, Rita xin Chúa Giêsu cho mình được chia sẻ một chút đau đớn của Chúa. Lập tức, một chiếc gai nhọn từ vòng gai của Chúa Giêsu nảy ra đâm xuyên qua vầng trán của Rita và gây cho ngài một nỗi đau không bao giờ lặng. Thật vậy, sự việc trở nên rất tồi tệ vì đem lại một dấu vết làm cho thánh nữ Rita phải xa tránh mọi người. Nhưng thánh nữ cảm thấy rất hạnh phúc vì được chịu đau khổ để bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với Chúa Giêsu. Thánh nữ Rita qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 1457, hưởng thọ 76 tuổi. Như thánh Jude, thánh nữ Rita thường được người ta gọi là vị thánh không thể. Có thể chúng ta biết được có một ai đó hiện đang sống xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Rita giúp người ấy. Chúng ta cũng hãy nài xin thánh nữ Rita giúp chúng ta biết cách cầu nguyện cho người ấy.